Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi lại giới thiệu đến cho tất cả các bạn một chiếc xe Đông Ben 870kg được dán đề can rất là bắt mắt. Xin lỗi các bạn là mình đang ở ngoài đường, hơi ồn. Thế nhưng mà trong nội dung chính video thì mình cũng vẫn muốn show cho các bạn được các cái điểm mới, các cái điểm đặc biệt của một cái chiếc xe Đông Ben 1021 hay còn gọi là Đông Ben 870kg phiên bản đời 2020 hoàn toàn mới như thế này. Đây là một chiếc xe màu trắng. Đây, các bạn đợi chú ô tô vừa đi qua. Đây là một chiếc xe màu trắng, là ba màu cơ bản của nhà sản xuất là màu trắng, màu bạc và màu xanh, xanh cửu long đấy. Thì đây là một trong những cái màu cơ bản đó. Đây xe này mình bán cho một đơn vị họ làm về máy rửa bát. Đấy, thì ở trên thân của cái chiếc xe này thì mình cũng đã in một cái máy rửa bát, một cái model của bên họ. Thì với cái model này thì khách hàng đi ra ngoài hoặc là các bạn đi ra ngoài thì các bạn biết được là họ bán cái gì và liên hệ họ bằng cách nào. Đấy, cái thương hiệu của họ rất là lớn ở kia, Fujihan. Đây là một chiếc xe trọng tài nhẹ để luồn lách trong phố, trọng tài là 870kg. Thì nó là một trong những chiếc xe mà có cái thùng dài 2m450, một chiếc xe mà Đông Ben đã giới thiệu cách đây 10 năm rồi. Trải qua 10 đợt nâng cấp thì cái chiếc xe này hiện tại được đón nhận là một trong những chiếc xe mà có cái hiệu năng sử dụng cũng như là có cái chất lượng khá là ổn. Các bạn có thể mua nó với cái giá thành vô cùng rẻ. Các bạn trả trước chỉ từ khoảng 159 triệu là chúng ta có xe rồi. Đấy. Với cái chiếc xe này thì các bạn có thể là dùng trong khoảng 5 đến 6 năm mà chúng ta không vừa gặp vấn đề gì cả, có thể dùng nhiều hơn. Đấy, vẫn cái ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn quen thuộc. Cụm đèn pha bằng bi xê lông được nâng cấp lên phiên bản đời 2020. Bền, sáng và tiết kiệm nhiên liệu. Logo Đông Ben được đính ở trên capo như thế kia. Đấy, biển số thì bắt ở dưới này, đèn gầm. Tất cả mọi thứ vẫn rất quen thuộc thôi. Ở bên rìa chúng ta sẽ có hai cái logo của Đông Ben này, đấy, và cái logo tiêu chuẩn ý thải Euro 4. Thì tất cả chiếc xe mà được sản xuất từ năm 2019 trở đi, 2018 trở đi thì nó đều được phải yêu cầu là cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đấy, hệ thống chassis và hệ thống khung gầm cũng rất quen thuộc rồi. Đây, chiếc xe này là chiếc xe tải với hệ thống lá nhíp treo như thế kia. Rồi là khoảng sáng khung gầm nó lên tới khoảng 30 phân, cho phép các bạn lội nước an toàn ở cái mực nước là 3 đến 50 phân như vậy. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm thùng kín, inox. Đấy, thì mình sẽ mở cái lòng thùng ra cho các bạn xem. Vì inox này thì sẽ phù hợp với một số các cái loại mặt hàng. Đây, các bạn nhìn trong lòng thùng này, thùng bằng inox rất là sáng, ở trên nó có một cái đèn. Đây, quay lên. Trên nó có một cái đèn, khi các bạn mở ra thì nó sẽ sáng. Cái thùng inox này thì nó, thùng kín inox này nó sẽ phù hợp với một số các cái khách hàng mà làm về shipping này, chở các cái loại vật liệu mà nó cần cái độ kín, cần cái độ mà không để không khí vào. Đấy. Vẫn là một chiếc xe mà có đầy đủ các cái trang thiết bị cần thiết của cho các bác tài xế, là điều hòa hai chiều, trợ lực lái điện, kính điện, khóa điện. Xin lỗi các bạn, cái sản phẩm này thì chưa được tích hợp khóa điện. Thế nhưng mà nếu các bạn cần thì mình cũng sẽ làm được. Đấy, hệ thống cabin rất là đẹp, cũng đã lâu rất là nhiều năm rồi. Đấy, ghế da, đây ghế da nhé, ghế da xịn sản xuất luôn, không phải là ghế chúng ta bọc. Đấy, hệ thống cụm đồng hồ vẫn rất quen thuộc của Đông Ben 1021, Đông Ben 870kg, rất quen thuộc. Và cái sản phẩm này thì bên mình cũng đã khuyến mại thêm cho khách hàng của camera lùi, camera hành trình này. Đây các bạn nhìn, camera lùi, camera hành trình. Rồi là bộ bọc vô lăng và cái bộ trải sàn như thế kia. Rồi, thì cái sản phẩm thùng kín này trọng tải nó sẽ được giảm xuống là 770kg, với phiên bản thùng lửng là 870kg và thùng mui bạt là 810kg. Rồi, nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này hãy gọi cho mình phiên bản hoàn toàn mới đời 2020 0987 7333 22. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.